Chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một củ di lạc u sùng cẩm nha. Chất liệu là phần trên là củ là u sùng cẩm, còn cái đế gỗ hương nhé. Rồi mời anh chị tham khảo này. Được hàng dán thế nha anh chị, bán thân hàng dán thế. Vân veo sùng cẩm khỏi nó này nha. Hàng này thích hợp cho để bên chè nè, bạn làm việc nè, trên tủ kính nè, hoặc là mấy cái kệ âm tường nè, những nơi mà anh chị đặt lên có đèn nữa, chân thì mấy cụ này rất đẹp nha, nó nổi vân. Còn em quay như thế này đôi khi quay điện thoại với lại là ánh sáng trời nó không đủ là nổi vân, anh chị quay thêm chân ở những nơi mà có đèn vàng á cực kỳ nổi vân luôn, mấy cái sụn cẩm nổi vân thì khỏi phải nói rồi, bao đẹp luôn. Anh chị nhìn cái chất gỗ anh chị chơi nhiều, anh chị nhìn cũng thấy không? Cái dây mà răng cỡ này thì vân cực kỳ đẹp nha. Sụn cẩm chỉ khỏi nói luôn. Những hàng mini mà chất vân đẹp á em đều giữ lại để em làm những hàng mini như thế này nha. Chơi ngắm cũng hay. Đổi gió hàng mini. Anh chị có nhu cầu sở hữu thì liên hệ em. Mấy hàng này kiểu hàng mình chơi thôi, hàng để chơi chứ không phải là hàng thị trường. Hàng thị trường thì mình đục theo kiểu hàng thị trường nữa, còn mấy hàng này hàng dán thế để chơi. Sưu tầm thì độc lạ. Vân sụng mấy cái hàng này thì khó phải nói về giá trị rồi. Nhỏ mà cái chất nó đẹp nhá. Chị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem video.